ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FBNC ngày hôm nay 1 tháng 9 và chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Và vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay là vị khách mời hết sức quen thuộc của chương trình, đó là ông Trương Hiền Phương, là giám đốc công ty chứng khoán KAS Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn ông Phương đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Dạ Phiên. Vâng, rõ ràng trong chương trình trong phiên ngày hôm nay thì một phiên đầu tháng nhưng mà là trước ngày lễ lớn của chúng ta, và thị trường thì thiếu tích cực vẫn tiếp tục, giống như là cái xu hướng tháng 8 và đặc biệt là nhóm dầu khí cũng đã hạ nhiệt và thanh khoản ngày hôm nay cũng đã ở mức là hết sức thấp. Thì ông có cho rằng là cái sự hạ nhiệt như thế này là vì đây là phiên trước lễ hay không? Nên nhà đầu tư cũng tạm nghỉ. Tôi nghĩ về cơ bản thì thị trường đang có những cái sự giằng co xét về yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Khởi điểm đó là nhà đầu tư họ khá là hưng phấn vào cái phiên sáng khi mà cái thông tin giá dầu vọt tăng rất là mạnh, đặc biệt là nó là hai phiên liên tiếp đã tăng trong thời gian vừa qua, với cái tốc độ tăng khá là cao, dẫn đến cái sự hưng phấn của nhà đầu tư đối với ngành cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên sau đó thì sau một cái khoảng thì nhà đầu tư có lẽ họ cũng bình tâm hơn và có thể họ sẽ bắt đầu chuyển qua cái trạng thái cân nhắc nhiều hơn khi mà những vấn đề nỗi lo nó vẫn còn ở phía trước. Ví dụ như họ vẫn còn băn khoăn liệu là Trung Quốc họ có tiếp tục phá giá đồng tiền của họ hay không. Thứ hai là cái mốc 17 tháng 9 là Mỹ sẽ có nâng lãi suất hay không. Thì tôi nghĩ những yếu tố đó nó bắt đầu nó đang xen dần vào, dẫn đến tâm lý nhà đầu tư họ nhiệt dần và dẫn đến cuối phiên là cái thị trường nó cũng khuynh hướng giảm điểm so với tăng điểm vào lúc sáng. Vâng, cảm ơn ông. Một điểm thú vị trong phiên sáng ngày hôm nay là sự tăng điểm tăng trần của một số cổ phiếu bất động sản như là DIG, Lycogi hay là Intresco. Mặc dù các cổ phiếu này buổi chiều thì có giảm nhẹ nhưng mà nhìn chung thì cũng rất là sáng sủa cho thị trường. Thì ông có cho rằng là cái dòng tiền đang chuyển hướng tích cực sang nhóm bất động sản hay không? Bất động sản là một cái ngành mà nó có đặc thù là nó kết quả kinh doanh sẽ tốt về những cái giai đoạn cuối năm. Đặc biệt là từ quý 3, quý 4 trở đi thì cái kết quả của ngành bất động sản nó sẽ được thể hiện vào báo cáo tài chính nhiều hơn quý 1 và quý 2. Do đó tôi nghĩ đồng tiền thông minh họ đang bắt đầu tập trung vào ngành bất động sản vì yếu tố đó là cái thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy cái ngành ngân hàng cũng như cái ngành chứng khoán nó đã thay phiên nhau dẫn dắt thị trường tăng trong thời gian vừa qua. Thì theo cái quy luật của thị trường chứng khoán thì mỗi một nhóm ngành nó sẽ dần dần nó thể hiện cái sự dẫn dắt của nó. Đặc biệt bất động sản cũng là một trong những cái ngành chủ lực của cái thị trường chứng khoán và nó đã được tích lũy khá là lâu trong suốt cái giai đoạn vừa qua. Hay chúng ta có thể nói là trong từ đầu năm đến giờ thì bất động sản chưa có dẫn dắt và cũng chưa có cơ hội tăng giá nhiều so với các cổ phiếu còn lại. Vì vậy một trong những lý do chính là dòng tiền đã bắt đầu có sự thay đổi và chuyển dịch về những mã cổ phiếu mà nó còn tiềm năng tăng trong giai đoạn sắp tới. Vâng, theo ông thì sự chuyển dịch này đó là mang tính dài hạn dài hơi hay là chỉ một vài phiên, một vài tháng là sẽ dừng lại? Tôi nghĩ đây là cái giai đoạn tích lũy phát triển, có nghĩa là cho giai đoạn dài hơi hơn. Nhưng mà đặc thù của thị trường chứng khoán là không thể nào mà nó có hiện tượng nó tăng dựng đứng trong suốt một thời gian dài được, mà nó sẽ có khuynh hướng nó tăng lên một đoạn, sau đó nó sẽ điều chỉnh. Đó là thuần về yếu tố kỹ thuật và cũng là cái giai đoạn mà các nhà đầu tư có khuynh hướng chốt lời ngắn hạn, rồi sau đó nó sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên tôi nhận thấy cái dòng tiền dẫn dắt cũng như cái dòng tiền thông minh nó đang chuyển hướng về ngành bất động sản. Và tôi tin tưởng rằng cái khả năng nó sẽ là một cái khuynh hướng tăng trưởng dài hơi hơn từ đây tới giai đoạn cuối năm. Vâng. Có một nhóm ngành mà chúng ta giờ này rất tích cực để nói về, đó là nhóm ngành chứng khoán, đặc biệt là sau quy định nới room cho khối ngoại đầu tư vào các công ty chứng khoán. Vậy thì hôm nay thì các nhóm chứng khoán cũng đã hạ nhiệt sau một vài phiên tăng. Thì ông có nghĩ đây là cái sự tạm nghỉ, cái sự mà hạ nhiệt tạm thời sau khi mà để mà chờ tới những cái quy định rõ ràng hơn về việc nới room cho khối ngoại không thôi? Xét về mặt thực tế á, thì rõ ràng là cái việc nới room này nó mang tính chất hỗ trợ về mặt tâm lý cho nhà đầu tư. Còn nhà đầu tư trên thị trường á, thì họ sẽ thận trọng hơn và họ cẩn thận hơn khi mà họ quan sát các cái giao dịch từ khối ngoại. Rõ ràng chúng ta cũng thấy là sáng nay đặc thù là công ty chứng khoán SSI đã mở room lên với khối lượng mở room là hơn 220 triệu cổ phiếu. Và cái việc tham gia của nhà đầu tư ngoại họ cũng chưa có mấy hào hứng khi mà họ cũng không có mua nhiều với cái khối lượng mở room lớn như vậy.
Và vì vậy cái sự phán đoán của nhà đầu tư trong nước họ cũng có vẻ như họ họ chậm lại, vì họ thấy cái phản ứng của nhà đầu tư nước ngoài không có quá tích cực như là chúng ta kỳ vọng. Vâng. Dẫn đến là cái cổ phiếu SSI cũng hạ nhiệt so với cái lúc giai đoạn đầu. Vì vậy theo cái góc nhìn của tôi thì tôi nghĩ rằng nhà đầu tư cá nhân họ muốn nhìn thấy một cái sự mở room nó có tính chất đa dạng hơn, và họ sẽ cần kiểm chứng lại bằng cái hành động mua vào của khối ngoại có tích cực hơn hay không và có quyết liệt hơn khi mà họ các cái cổ phiếu tốt được mở room. Thì chỉ khi nào cái dòng tiền của khối ngoại mua vào một cách tích cực và chứng tỏ cho thấy rằng cái việc mở room là cái việc thu hút mạnh cái dòng tiền của khối ngoại, thì lúc đó nhà đầu tư nội họ sẽ tích cực giao dịch theo. Vâng, cảm ơn ông. Một điểm đáng chú ý nữa trong hai phiên gần đây, phiên hôm qua phiên hôm nay, đó là việc cái lượng mà khối lượng giao dịch thỏa thuận của HAG của Hoàng Anh Gia Lai rất lớn. Như vậy ông có nhận định gì về diễn biến này, có điểm gì lưu ý đặc biệt không thưa? Hoàng Anh Gia Lai đang là một cái cổ phiếu đang trong cái giai đoạn khó khăn. Tôi nghĩ vậy là vì so với giá trị của thị giá của những cái thời gian trước thì tới thời điểm này là giá trị của Hoàng Anh Gia Lai đã giảm đi hơn 50% rồi. Vì vậy tôi nghĩ là trong cái hoạt động giao dịch thỏa thuận có thể là nó được chuyển dịch từ một số các cái công ty chứng khoán với nhau, giữa các công ty chứng khoán với nhau. Lý do là có thể một vài các cái cổ đông lớn họ thay đổi tài khoản là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là có thể là một số các công ty chứng khoán họ không còn cho vay nhiều, vì lúc vay thì cái cổ phiếu đó nó ở giá trị thị giá nó rất là cao. Bây giờ nó giảm nhiều thì cái người chủ sở hữu cổ phiếu nó phải có khuynh hướng là nộp tiền vào. Chúng ta hay gọi là margin call. Nhưng mà có thể là họ không thu xếp tiền hoặc là họ không muốn thu xếp tiền nộp vào thì họ chuyển dịch qua cái công ty chứng khoán khác. Vì vậy tôi nghĩ cái khối lượng thỏa thuận lớn như vậy nó đến từ một trong hai cái nguyên nhân đó. Vì tôi chưa ghi nhận được cái động thái là của cái tổ chức nào đứng ra mua vào. Cái lưu ý gì đặc biệt đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và tôi nghĩ đây là một cái hoạt động hết sức bình thường trên thị trường chứng khoán. Vâng, cảm ơn ông. Thế ông nhận xét gì, nhận định gì về diễn biến của thị trường sau lễ 2 tháng 9? Có cái điểm nào hỗ trợ cho cái kỳ vọng của nhà đầu tư sau lễ được lễ lớn hay không? Cá nhân tôi thì tôi hơi thận trọng trong cái giai đoạn này. Vì sau lễ như tôi nhìn nhận thì cái mốc 3 tháng 9 là Trung Quốc họ có một cái lễ duyệt binh rất là lớn, và chính phủ Trung Quốc đang muốn dùng cái lễ đó để chứng minh thể hiện cái sức mạnh của mình, không chỉ riêng về quân sự mà còn thể hiện cả cái bộ mặt tài chính, kinh tế. Thì tôi đang đặt một cái dấu hỏi là liệu sau 3 tháng 9 thì chính phủ Trung Quốc họ có tiếp tục phá giá đồng tiền của họ hay không, vì tới giờ phút này chúng ta chưa ghi nhận được một cái sự dừng lại từ các cái hoạt động của chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra thì đến cái mốc 17 tháng 9 thì lại có cái quyết định của Fed về cái việc có nâng lãi suất hay không. Và một trong hai yếu tố này nếu có diễn ra thì nó cũng là một cái thông tin bất lợi cho thị trường, vì cái dòng tiền nó sẽ bị tác động khá là nhiều, và một số các cái nhà đầu tư nước ngoài có thể họ sẽ hành động bán ra nếu mà Mỹ tăng lãi suất. Còn nếu mà Trung Quốc phá giá đồng tiền nhiều và mạnh thì rõ ràng cái việc mà tỷ giá trong nước chắc có thể nó sẽ có những cái biến động. Vì vậy cá nhân tôi thì tôi thận trọng hơn một chút. Qua hai cái mốc giai đoạn này thì tôi nghĩ thị trường nó sẽ bình ổn hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông vì những chia sẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng ông Trương Hiền Phương là giám đốc của công ty chứng khoán KIS Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Và những trao đổi vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo từ chuyên gia chứng khoán, và hy vọng là quý vị sẽ có những quyết định sáng suốt và có những tính toán hợp lý để có được các cái quyết định đầu tư hợp lý và mang lại thành công. Và bây giờ Phi Yến xin mời quý vị quay trở lại với những nội dung chính đã được phát trong bản tin tối ngày hôm nay 1 tháng 9. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay sau đây với những thông tin nổi bật đã được phát trong bản tin ngày hôm nay 1 tháng 9. Theo nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu từ nay đến cuối năm đồng nhân dân tệ không tiếp tục bị phá giá thì thị trường tiền tệ và kinh tế Việt Nam sẽ không còn chịu ảnh hưởng lớn. Do đó, dự báo GDP cả năm 2015 vẫn có thể tăng trưởng 6,2%. Hiện tại, Việt Nam chưa nên có những điều chỉnh lớn về chính sách hay kế hoạch kinh tế xã hội. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai ước tính cần di dời gần 15.000 người để giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng sân bay Long Thành. Hiện hầu hết người dân đã đồng thuận với phương án di dời. Tổng chi phí bồi thường hỗ trợ người dân và các cơ quan tổ chức có liên quan xấp xỉ 13.100 tỷ đồng. Hình ảnh các khoáng giải khác có bán cả xăng không còn xa lạ với người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dù bán giá cao hơn nhiều so với tại các cây xăng chính thức, nhưng nghịch lý lại trở thành có lý với người tiêu dùng.
Thực tế nhiều tuyến đường dài hàng mấy cây số tại thành phố Hồ Chí Minh hiện không có bất cứ một trạm xăng nào. Nhiều ngân hàng trung ương đang thúc giục Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất để ngăn chặn thị trường chứng khoán toàn cầu giảm sâu hơn nữa. Theo đó, kinh tế Mỹ đang hồi phục, thất nghiệp đang giảm nên tăng lãi suất là điều hợp lý. Dự kiến Fed sẽ có quyết định về lãi suất trong cuộc họp ngày 16 tháng 9 tới. Suốt 3 ngày qua, giá dầu đã quay đầu tăng hơn 27%. Riêng ngày đầu tuần, giá dầu tại Mỹ tăng gần 9%, lên mức cao nhất 6 tuần với $49 một thùng. Đà tăng này bắt nguồn từ thông tin sản lượng dầu tại Mỹ sụt giảm và tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC cho biết sẵn sàng đàm phán với các nhà sản xuất dầu để kiềm chế sản lượng. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy ghé thăm website của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Và quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại website fbnc.vn. Đến đây thì Phiên xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.